Người đàn ông bay lên không trung biết phân đôi thân thể. Ấn Độ, cầu 4 làn xe bắc qua sông Hằng bất ngờ sụp đổ. Lốc xoáy làm hư hại nhà cửa ở khu phố Indiana. Bà cụ qua đời 10 năm trước, con cháu hoảng hồn khi mở nắp quan tài, xác tự ướp còn nguyên. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Bản tin khám phá ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người đàn ông bay lên không trung biết phân đôi thân thể. Hold that right here and hold that right here. Don't move. You guys are gonna lift me up. Go ahead. To your waist. Okay. Just like that. Don't move. Okay. Now, give me the rope. Perfect. When I'm gonna count to three, you guys are gonna push me up, okay? Okay. Đoạn video thực hiện một phân cảnh vô cùng căng thẳng. Hai người đàn ông đang đỡ tấm ván trượt để nâng người đàn ông mặc áo đen lên khoảng 70 phân cách mặt đất. Sau đó, anh ta dùng một sợi dây nhảy để chơi dây trên không trung. Ngay sau đó, điều khiến người ta kinh hoàng đã xảy ra. Người đàn ông bay lên không trung, chơi nhảy dây một cách tự do. Cảnh tượng xảy ra giữa trời, không hề có gì che chắn, vô cùng chân thật. Cảnh tượng thật sự vô cùng ấn tượng. Được biết, người đàn ông thực hiện video trên có tên là Xavier Montimer. Anh là một ảo thuật gia và nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ người Pháp. Xavier Montimer sinh năm 1980. Anh ấy từng nhận nhiều giải thưởng trên Penn and Teller, First Earth, American Got Talent, Master of Illusion. Hold that right here, don't move. Come over here in the corner, right here. Yes, great. And turn around. Right here, perfect. Don't move. You guys are gonna hold that paper against the glass right here. Go ahead, hold it here. And yeah, tight, very tight. And don't move no matter what happens, okay? Check this out. Remove the paper and put it back right here. What? Thank you.
Ngoài khả năng bay lên không trung, anh ấy còn có thể bay theo phương ngang khi bám vào xe đẩy của siêu thị. Anh ấy còn có thể khiến người khác bay lên cùng đồ vật theo ý muốn. Cô gái trong video đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng mình được trải nghiệm. Màn biểu diễn phân thân của anh Xavier Mortimer cũng vô cùng chân thật và đáng chiêm ngưỡng khi thân của anh ấy bị phân đôi một cách đơn giản. Có lẽ những vật dụng che chắn chỉ mang tính chất khiến người xem đỡ kinh hãi, chứ nó không có tác dụng với anh. Bạn bè của anh ấy còn đưa hai nửa thân của anh ấy lên xe đạp để chạy xem, và điều kinh dị là cách mà video này quay được. Cụ bà qua đời 10 năm trước, con cháu hoảng hồn khi mở nắp quan tài. Thưa quý vị, vì muốn chuyển ngôi mộ của cụ bà đến một nơi khác, con cháu đã cải táng ngôi mộ và ngỡ ngàng khi mở nắp quan tài. Mới đây, một gia đình ở Cộng hòa Dominica đã khai quật ngôi mộ của bà ngoại để di chuyển ngôi mộ đến một vị trí khác. Nào ngờ, khi mở nắp quan tài ra, họ sốc nặng khi phát hiện thi thể cụ bà chưa phân hủy hoàn toàn. Tình trạng như một xác ướp dù gia đình không sử dụng bất cứ phương pháp ướp xác hay bảo quản nào. Theo đó, cụ bà Margarita Rosario đã qua đời vào ngày 9 tháng 5 năm 2012, ở tuổi 86. Khi đó, con cháu đã chôn cất cụ bà Margarita tại nghĩa trang La Colonia nằm ở thị trấn Jarabacoa thuộc tỉnh La Vega, Cộng hòa Dominica. Cho đến gần đây, sau hơn 10 năm, gia đình quyết định rời ngôi mộ của cụ bà đến nghĩa trang Jardín de la Montaña, cách đó không xa. Sau hơn 10 năm chôn cất, tất cả mọi người đều nghĩ rằng thi thể cụ bà sẽ không còn nữa,
thay vào đó chỉ còn hài cốt. Nào ngờ, khi mở nắp quan tài ra, tất cả mọi người đều hoảng hốt, ngỡ ngàng và kinh ngạc khi thấy tình trạng thi thể của cụ bà Marakita. Thi thể của cụ bà vẫn còn khá nguyên vẹn như một xác ướp, đầu vẫn còn tóc, da bọc xương, các bộ phận cơ thể vẫn còn nguyên, thậm chí xương cũng nguyên vẹn đến nỗi có thể dựng thẳng đứng dậy mà không hề bị gãy. Thi thể cụ bà nguyên vẹn đến mức một số người thân trong gia đình vẫn có thể nhận ra vẻ ngoài của cụ. Một người thân thốt lên, nhìn kìa, bà ấy vẫn như vậy. Sau đó, một người cháu đã khoác lên thi thể của cụ bà một bộ đồ trắng trước khi di chuyển đến nghĩa trang khác và chôn cất cụ trở lại. Anh Antonio Amber, một nhân viên làm việc lâu năm tại nghĩa trang La Colonia, nói với đài truyền hình địa phương Univision Premier in Paco rằng gia đình của cụ bà Margarita đã rất sốc khi nhận thấy thi thể của bà vẫn còn nguyên vẹn, da vẫn còn bọc xương, cứ như chỉ mới chôn cất vài tuần. Anh Antonio Abreu nói, tôi đã làm việc ở đây 13 năm, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một điều kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp đầu tiên thi thể còn nguyên vẹn sau nhiều năm chôn cất xảy ra tại thị trấn Jarabacoa. Vào năm 2007, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra và tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là sợ hãi. Điều tra viên Rafael Dominguez đã giải thích rằng lý do khiến hai thi thể này vẫn còn nguyên vẹn sau nhiều năm nằm trong quan tài là do quá trình ướp xác tự phát. Quá trình thi thể phân hủy bị gián đoạn ở đâu đó nên vi khuẩn không thể tiếp tục làm thối rữa. Ông Rafael Dominguez nói. Trong khi đó, người nhà của cụ bà Margarita Rosario nói rằng lý do chính khiến thi thể cụ bà không phân hủy hoàn toàn là bởi vì bà đã nhận được phước lành. Khi còn sống, cụ bà sống rất tốt, luôn đối đãi tử tế và hay giúp đỡ những người xung quanh. Ấn Độ, cầu 4 làn xe bắc qua sông Hằng bất ngờ sụp đổ. Một cây cầu 4 làn xe bắc qua sông Hằng đang được xây dựng ở Bhagalpur, bang Bihar bất ngờ đổ sụp. Cây cầu đã 8 lần bị trì hoãn việc hoàn thành và đây là lần thứ 2 bị sụp đổ. Việc sụp đổ cây cầu đang xây dựng xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 6, song không gây ra thương vong nào. Khoảnh khắc cây cầu bị sập đã được người dân ghi lại. Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã ra lệnh điều tra và cho biết sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ việc. Cây cầu dài 3.160m có 4 làn nối các quận Sultanganj và Khagaria do thủ hiến Nitish Kumar phát lệnh khởi công vào năm 2014 nối các quận Sultanganj và Khagaria. Năm ngoái, cấu trúc của cây cầu đã bị sập do mưa to gió lớn. Khởi công từ năm 2014, thời hạn hoàn thành cây cầu đã 8 lần bị bỏ lỡ. Thay vì phạt công ty xây dựng vì sự chậm trễ, chính phủ tiếp tục đưa ra thời gian để hoàn thành công việc. Cây cầu rất quan trọng vì nó nối bờ Bắc và Nam Bihar. Cây cầu được xây dựng bởi công ty SP Sinha Construction Private Limited. Lốc xoáy làm hư hại nhà cửa ở khu phố Indiana. Một cơn lốc xoáy đã được nhìn thấy xé toạc các tòa nhà ở Indiana, Hoa Kỳ vào Chủ nhật ngày 25 tháng 6. Theo các quan chức, cơn bão mạnh đã tàn phá một số quận phía nam Indianapolis, khiến ít nhất một người chết và một người khác bị thương. Camera hành trình của một chủ xe còn ghi lại được cảnh quay kinh hoàng khi cơn lốc đi qua. Một chiếc ô tô trắng đã biến mất khi cơn lốc quét qua.
Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thước phim hài hước và dễ thương. Còn bây giờ, Đặng Hiểu xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. No.